hội ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh, Siro Xanh, chiến binh mặt trời, biệt đội tự tin sẽ cùng đón nhận một thử thách cuối cùng đầy bất ngờ. Cùng chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời và ôn lại hành trình với các bạn trẻ yêu thích tự do và sẵn sàng khám phá. Quản lý ba đội này mệt. Cô trẻ, cô tự do, để sẵn sàng khám phá. Bây giờ không muốn về Sài Gòn nữa, mình muốn đi tiếp, đi lại từ đầu luôn. Đón xem tập cuối của chương trình truyền hình thực tế Sẵn sàng khám phá, phát sóng lúc 20 giờ thứ tư ngày 7 tháng 9. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Yam TV và nhãn hàng L'Oreal Fresh and Free. L'Oreal Fresh and Free với chất lượng Nhật Bản. L'Oreal.